Hoài Lâm lộ diện với vẻ ngoài phát tướng, có một dấu hiệu đáng lo sau thời gian ở ẩn, cuộc sống và ngoại hình Hoài Lâm có nhiều thay đổi từ sau khi ít xuất hiện trước công chúng. Sau khi trở thành quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm vụt sáng trở thành một trong những ca sĩ có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, ở tuổi 19. Thế nhưng Hoài Lâm tự nhận bản thân không phù hợp với môi trường showbiz, nên lui về hậu trường và ở ẩn nhiều năm khiến công chúng tiếc nuối. Tuy vậy, trong những lần hiếm hoi lộ diện, Hoài Lâm đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, một người bạn của Hoài Lâm đã chia sẻ khoảnh khắc nam ca sĩ đang mặc đồ đá banh, cất giọng hát ấn tượng ngay trên sân cỏ. Khán giả khen ngợi vì Hoài Lâm vẫn giữ được nét riêng, chất giọng đặc biệt dù đã không còn đi diễn nhiều. Thế nhưng điều gây chú ý hơn cả chính là ngoại hình của con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh, sau thời gian dài không lộ diện. Hoài Lâm hiện tại tròn trịa và phát tướng hơn hẳn so với lúc còn làm nghệ thuật. Ngoài ra, trong một clip khác được đăng tải cách đây 3 ngày, Hoài Lâm khiến người hâm mộ lo lắng vì có biểu hiện mệt mỏi, mắt thâm quầng như những người đang thiếu ngủ. Không chỉ thế, trong khi hát thì Hoài Lâm liên tục nhắm mắt, khuôn mặt thể hiện sự buồn bã. Ngay lập tức, dân tình đã khuyên Hoài Lâm nên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý để lấy lại phong độ hoàng tử pop như xưa. Hồi tháng 10 năm 2022, Hoài Lâm xuất hiện trong một đêm nhạc và cho biết sẽ trở lại con đường âm nhạc một cách nghiêm túc, nhưng sau đó anh lại không lộ diện trong một giai đoạn dài. Sau khi ly hôn, Hoài Lâm công khai hẹn hò người mới nhưng rất kín tiếng, chỉ chia sẻ ảnh đôi vào những dịp đặc biệt. Bạn có nhận xét gì về tình trạng của Hoài Lâm hiện nay? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!